Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo xin chào lớp cho anh em. Tôi Trường Bé chào lớp cho anh em. Tôi Thanh Tư chào lớp cho anh em. Tôi Trai chào lớp cho anh em. Tôi Hữu Mạnh chào lớp cho anh em. Ok các bạn ạ, để chào đón một gọi là ngày rét gọi là của Hà Nội ấy các bạn ạ. Thì anh em chắc thấy rồi, ở đây mấy anh em này là đang kiểu mặc áo khoác. Thì thực sự là nếu mà không mặc áo khoác ấy, gió thổi một cái là biết luôn các bạn ạ. Thổi đến đâu là biết đến đấy nha các bạn nha. Để chào đón gọi là ngày lạnh đầu tiên của Hà Nội ấy. Thì hôm nay ấy, là anh em mình sẽ kiểu làm một món gì đấy long lóng. Thì như mọi người thấy ở trên tay anh em là hai mâm gọi là hàu rất là nhiều nha các bạn nha. Đó, đây này các bạn này, hai thằng phải bê này các bạn ạ. Đó, một mâm đầy luôn nha các bạn nha. Đó, bên này thì cũng một mâm đầy luôn. Đó. Thì hôm nay ấy, thì để gọi là nhân cái ngày mà đầu tiên mà rét lạnh nhất đấy các bạn ạ. Không phải là lạnh nhất mà gọi là lạnh nhất từ đầu mùa đến giờ cũng khoảng độ mười mấy độ thôi các bạn ạ. Đó. Ít nữa Hà Nội còn rét nữa nha các bạn nhỉ. Lưu ý thì mới gọi là bút giá con gì con tim các bạn ạ. Đó. Thì hôm nay là số hàu này là anh em mình sẽ đem về, anh em mình gọi là bóc lấy cái nhân của nó. Đấy, xong rồi anh em mình sẽ sốt cay nó lên và thưởng thức để cho nó cay nóng nha các bạn nhỉ. Và thứ hai nữa đó chính là để tầm bổ cho bốn anh em các bạn ạ, để cho cường tráng, gọi là sẽ khỏe khoắn hơn con ạ. Để xem là bọn này nó sẽ như nào khi mà gọi là có thể ăn được hết hai cái mâm hàu nhiều như này nha các bạn nha. 20 cân hàu nha các bạn nha. Đó. Thì số hàu này ấy, thì mình thấy chúng nó bê từ nãy đến giờ là hơi mệt rồi. Chắc là cũng mỏi rồi đúng không? Mỏi chưa? Mỏi chưa? Để giới thiệu với mọi người thêm một xíu nữa nào. Mỏi rồi con ạ. Đó, mỏi rồi thì cũng thấy thương thương các bạn ạ. Lặng quá. Thôi thì bây giờ là anh em mình sẽ không nói nhiều nữa. Anh em mình sẽ đem về để anh em mình gọi là bóc hàu luôn. Xong rồi anh em mình sẽ sốt cay và thưởng thức nha các bạn nhá. Anh em mà có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh em nhá. Anh em mình phải gọi là trần qua cái con hàu vào nước sôi một xíu nha các bạn nhá. Bởi vì khi mà trần vào nước sôi ấy, thì nó sẽ béo căng như này con ạ. Nó sẽ căng căng lên. Ui béo nhỉ. Ui béo nhỉ. Nếu mà để mà kiểu bóc sống ấy thì nó sẽ kiểu bị quất quắt nha các bạn nhỉ. Kiểu như là chảy nước ra nên là anh em mình phải trần qua nước sôi ấy thì thứ nhất là anh em dễ bóc hơn con ạ. Dễ bóc hơn và thứ hai là nhìn con hàu cảm giác nó béo này con này. Đấy. Béo này. Ui dồi ôi. Luôn. Các bạn mình cứ thử chút một con để tăng cường sinh dục. Đó bạn nhá. Ôi. Ôi. Mới nhận thử con đi xem nào. Hồng mùa đông mình ngon các bạn ạ. Béo. Béo nhỉ. Đây con ạ, những cái con hàu này. Mọi người sẽ thấy đây. Anh em mình trần xong nha các bạn nhá. Nó béo căng luôn con ạ. Đây, mỗi anh em cứ thử trước một con, tí sốt cay thì anh em mình sẽ thưởng thức vị sau nha các bạn nha. Đấy, mình mời tất cả mọi người nha. Ơi, mình mời tất cả mọi người nha. Kiểu cảm giác hàu gọi là trần sư rồi nó béo con ạ. Còn đây là cái gọi là bát sốt cay của anh em mình con ạ. Đó, đỏ này. Cái này mà tí cho hàu vào ăn phê thôi rồi luôn con ạ. Đó. Anh em mình sẽ phải làm sao để bóc hết gọi là 20 cân hàu này, xong là anh em mình sẽ gọi là ra đồng để anh em mình trải nghiệm cái món hàu sốt cay này, xong rồi trải nghiệm cái gió thổi rét rét lạnh lạnh đầu mùa nha các bạn nha. Anh nghĩ là định thử một con thôi nhưng mà con này béo quá anh. Ừ. Ồ. Đầy nước rồi. Con này nhiều nước đấy. Ơi, mời tất cả mọi người nha. Hôm nay là không biết là như nào nhưng mà mỗi anh em là gọi là ăn 5 cân hàu các bạn ạ, để xem là cảm giác như nào khi mà ăn mỗi anh em 5 cân hàu nha các bạn nha. Thấy chưa? 5 cân hàu. Thực sự là bình thường nếu mà mình mà ăn hàu chỉ được vài con thôi, nhưng mà bây giờ là hôm nay là chơi mỗi anh em 5 cân hàu như này là đúng là kiểu như Mạnh nói là chưa ăn thấy cảm giác rực rực cho người rồi nha các bạn nha. Anh em mình đã ra đến đồng đây rồi con ạ. Thì thời tiết nó hơi lạnh lạnh nên là anh em phải nhóm ít củi lên kiểu đốt đúng giấm ấy các bạn ạ. Đấy, kiểu cho nó long lóng ấm ấm lên, xong là anh em mình ngồi cạnh đấy để cho nó ấm nha các bạn nha.
Chứ thực sự là ra ngoài đồng này là hơi lạnh lạnh nha các bạn ạ. Gió thổi gọi là bung người luôn các bạn ạ. Xếp đây. Đấy, xếp lên. Đốt đi cho nó cháy lên. Đây các bạn ạ, cầu lạnh lạnh sưởi ấm bằng cách như này nếu mai như mình đi ra ngoài đồng nha các bạn nha. Cháy chưa? Cháy rồi, cháy rồi. Lấy tay quạt quạt bởi vì cũng không cầm cái gì các bạn ạ. Phải lấy tay quạt quạt một xíu để cho có gió ấy. Cho vào đằng trước chỗ người. Đấy, châm bên này không gió này em. Đây, giấy đây. Đây. Đây, em châm đi. Đấy, các bạn ạ. Có gió tán luôn kìa. Đấy, thấy chưa? Đúng hướng gió cái là nó quạt thay anh em mình luôn nha các bạn nhỉ. Đấy. Cho nó cháy cái củi to to đi xong là anh em mình sẽ bắt đầu là sưởi ấm bằng cách này là các bạn này. Đấy, xong rồi ngồi cạnh để anh em mình thưởng thức cái món hàu sốt cay của anh em mình nha các bạn nhỉ. Ấm chưa? Anh em thấy ấm chưa? Ấm chưa? Ấm thật sự luôn đấy các bạn ạ. Đấy. Đợi một lúc nữa. Ui, thời tiết miền Bắc có cái đống này sưởi ấm thích thật đấy các bạn ạ. Đấy, rét rét một tí nhưng mà có cái đống mày sưởi rồi cứ gọi là hết bài luôn nha các bạn nha. Để cho nó cháy với cái đá đi. Thế này mà bây giờ có cái đồ gì mà vứt vào trong này nướng cũng được đây nhỉ. Khoai ngô các thứ. Ừ đấy. Hoặc là chuối xanh. Ấm cực luôn đấy, để cho nó cháy cháy củi to lắm. Sau này thì mình sẽ bỏ đồ ra để thưởng thức nha các bạn nha. Bây giờ thì anh mình sẽ cho sốt và trộn hàu nha các bạn nha. Đây, 20 cân hàu của anh mình được gọi là một nồi lẩu ruột hàu rồi con này. Đó, nào đưa chè đổ cái sốt đi. Ui dồi ôi. Đấy, đây là cái sốt của anh mình con ạ. Ui dồi ôi, cái này hôm nay là anh em sẽ gọi là cay phải biết nha các bạn nha. Đấy. Rồi. Nào bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ hàu lên nha các bạn nha. Em đổ hết vào giữa luôn. Chắc là không tràn được đâu. Tràn đi. Đây đây, nhiều ấy. Thắng luôn, đổ thắng luôn em. Ui rồi. Không em, đổ đi. Không tràn được đâu. Ui rồi ôi. Nhìn ngon vãi trưởng nha các bạn nha. Anh em mình sẽ trộn nó lên nhỉ hay là anh em nào ăn đến đâu thì chấm đến đấy thôi. Anh nghĩ là thế. Em nghĩ chấm đi. Đấy. Phát găng tay cho anh em đi. Ôi ngồi quanh cái trông ngon quá. Mâm gọi là hàu này các bạn này. Ui giời ơi, bây giờ trộn lên là kiểu gì cũng bị nước tràn vào đi nha các bạn nha. Đấy. Đây là cái mâm hàu này. Nào. Nào đeo găng tay xong rồi thì trải nghiệm trước đi. Nào, chén thôi. Nào. Chiến nào. Ngồi cạnh bếp lửa cũng đỡ mắm ở đấy gọi lại. Đấy. Đây là phát hai con thôi nha, hai ba con đi. Chấm luôn đi, chấm luôn em ạ. Nhúng nó vào, nhúng nó vào cái sốt đi. Đây như là nó bị gì rồi. Đây. Đấy đúng rồi đấy. Đây. Ui giời. Đây mọi người nha. Món cá. Cho nó sốt nó cháy đi. Mời mọi người nha. Ui. Nào anh em chiến thôi nào. Hàu nó béo mình nha, phải đánh sấp đôi nha bạn nha. Đấy. Quật quật chấm chấm. Ui. Ui rồi ôi. Đây của nôn chè sao chấm được đây mạnh. Không biết đâu. Đây, đây. Bám này. Đây mời bạn nha. Gió to vãi trưởng luôn con ạ. Lạnh mọi người ạ. Lạnh. May là còn có cái đống giấm kia lò đầy đây. Nào chiến đi. Ui hàu béo ngọt các bạn ạ. Này về, ăn này về mọi người nhá. Anh tự chấm thì không ăn chua. Nhìn với em chấm thì ăn chấm như thế này này. Anh em đeo găng tay cứ dí thẳng nó xuống. Dí thẳng xuống anh. Đây, đây. Ui. Vẫn bám giờ đấy mà. Xôi. Ngon luôn mọi người ạ. Ui. Ui. Đây, phê luôn nha mọi người. Đây, mình mời tất cả mọi người nhá. Ăn hàu béo ngọt ngọt.
Ủa ăn được chưa? Được cái gì ấm nữa, ấm người các bạn ạ. Cái cây thì dành là ấm rồi, đây mọi người sẽ thấy là hạt ớt những thứ này rất là nhiều nha các bạn nhỉ. Nói chung là đây là cái sốt cây đấy. Đấy. Hàu ăn ngon quá anh ạ. Nếu mà cái hàu này mà bây giờ anh em lấy tay mà anh em trộn với bóp ấy, thì là nó bị vỡ. Nên là anh em sẽ chấm kiểu này nha các bạn nhỉ. Đây mọi người sẽ thấy xa chấm xa cái sốt này. Ui. Ui giời ơi. Hàu này hơi xấu. Hàu nó cứ béo mới to này. Hàu béo cây cây ăn ấm hết người. Ngon các bạn ạ. Thì nhìn thế này tối nay là nghe vẻ hơi vất rồi. Hàu ngon quá. Có loại béo mọi người ạ. Chả câu to chả bá. Như hàu kiểu mùa lạnh thì hàu ăn được kiểu cảm giác ngọt nhỉ. Ngọt à? Ngọt. Con nào to nhé. Nhiều lắm nha các bạn nhỉ. Chỗ này phải đến mấy trăm con không? Tầm dư khoảng tầm 200 con này. Mình là 3 con này. 20 cân hàu nhiều vãi trưởng luôn các bạn. Béo này các bạn này. Toàn con béo luôn. Béo nhá. Wow. Phật cái chấm vào. Ngon. Wow. Ngon mọi người ơi. Như là thấy mấy anh em là có khói vào hơi cay mắt thì sao nhỉ? Không sao, ấm là được các bạn. Ấm là được. Ngon đỡ ấy. Không có khói vào nó còn lạnh nữa. Béo quá. Mình chọn con béo này. Mà con nào béo nhỉ, con nào béo. Nói chung là hàu mùa đông kiểu nó béo ấy. Nó béo bất thình lình luôn. Tưởng mùa đông nó thun lại hay là nó béo nhỉ. Chúng mùa hè hàu nó hơi quắt các bạn ạ. Tưởng mùa đông là nó mới thun lại, nó quắt lại. Con này còn có sữa đây. Đồ chà, chứng tỏ là có khi là nghiên cứu về hàu hay sao con ạ. Biết là mùa hè nó quắt. Mùa đông nó béo nha các bạn nhỉ. Người ta gọi là múp chứ không ai gọi là béo. Ông giỏi nhỉ. Đây các bạn nhé. Rồi ôi. Uống lên. Có loại béo mọi người ạ. Cứ vốc cả vốc, anh em cứ vốc cả vốc. Ăn cả vốc mà mới ngon. Nói chung là hàu sống thì có khi là anh em khó ăn. Nhưng mà cái hàu mà luộc sơ qua này rồi thì anh em gọi là dễ ăn hơn nha các bạn nhỉ. Giống như là đã thuộc dạng gần chín luôn rồi ấy. Ngon phải tay tay tí anh ạ. Chứ chín hẳn quá em không thích cho lắm. Chín quá thì cái loại hàu này nó kiểu nó bị quắt nha các bạn nhỉ. Phải vừa vừa ấy thì nó mới có độ béo như này các bạn ạ. Cứ làm 3-4 con một. Đúng không? Nó còn quá giá chất giá sữa. Wow. Ngon. Còn béo rồi đấy. Sốt cay cay và mắm nữa. Trộn trộn đều đi. Nhầm chúng luôn. Đấy thì trộn lên. Trộn nhẹ thôi không vỡ đấy mạnh ạ. Vỡ gì dí xuống rồi. Ui dồi. Ui dồi. Đây mọi người đấy. Sốt luôn này. Ngọt quá. Con nào con ấy chấm khâu. Béo mút. Chén đi, chén đi. Ăn đi. Các bạn mình cứ ăn. Mình ăn thì kiểu nhiều mình cứ ăn cả vốc các bạn ạ. Anh em ăn từ nãy giờ là đã thấy có chút gì gọi là rực mỡ chưa? Cảm giác người nó rực rực rồi anh. Rực rực rồi. Cái lông lóng của lóng. Cái cây gỡ này thôi. Còn rực thì chắc là tầm tí nữa. Gì đó. Ngực và rực rực sát sát tối các bạn ạ. Mình cả mình thấy người mình đang khỏe lên rồi các bạn ạ. Được khoảng tầm 50% rồi. Cha đến mâm này cười khỏe 100% là tối là lên đường rồi. Đến giờ nó cũng được. Béo quá các mọi người ạ, con nọ béo. Đồ trời toàn làm cả vốc luôn các bạn ạ. Ăn vốc luôn mới ngon các bạn ạ. Thật sự ăn một con một nó không lọc. Đấy, mạnh em vốc lên cho đồ trời thêm tí nữa. Đấy, đấy. Béo ngọt. Con hàu này không béo không ngọt thì cái gì béo ngọt. Đấy, ăn con hàu này ăn mấy cái nước sốt đấy nó chuẩn lắm đấy. Ngon thật. Mà mạnh lên anh sao thì anh sợ hay sao vậy nhỉ? Đây mình thử nhá các bạn nhá, mình không có găng tay. Đây.
Con này. Ừ. Mình mời tất cả mọi người nhá. Cay quá. Ừ. Rồi. Cay ăn xuống. Ừ. Để mọi người là béo nhờ các nhà hàu này béo lắm nha. Ừ. Ừ. Ngon bao vậy mọi người, ngon. Ngon. Ngon mạnh ơi. Mình ăn tí là ăn tê rồi gọi là. Cho ít nước sôi rồi mọi người, bố ít nước sôi rồi. Bữa bữa ơi, cho con hàu nó ngấm. Ui. Trộn này. Kiểu ăn như kiểu ăn xôi nhỉ. Kiểu ăn xôi xôi vâu ấy. Tôi bỏ cái này đi. Mình thấy luôn trà gọi là từ nãy giờ làm mấy vốc rồi. Trời tối có mối rồi, chơi tinh thần rồi. Nên mới thế. Là trong lượng. Cho tối có đơn vị nào đó hỗ trợ rồi. ngon mọi người ạ. Cưới thôi, cưới ở nhà ông Trân thôi, chứ hổ. Lạnh ngay đơn vị nào được. Ông Trân ấy cứ hồi gió này lóng quá. Lóng quá, làm giường lại vã mồ hôi. Ừ. Hình như là anh thấy là đôi chè là đang có biểu hiện là lo và ngấy à? Cũng ừ, cường cường ừ. Ăn được khoảng còn 5-6 vốc nữa. 5-6 vốc nữa, thế thì hết luôn cả mâm ở đâu nữa. Thế lúc mới cái sinh lý, à quên, cái sinh lực của mình mới được 100%. Là mình ăn được. Nói chung là cũng không còn đáng là bao đồ gọi nè. Mấy con đấy. Ui. Ngon quá. Đấy còn ạ, à, thực sự là anh em ăn hết được hàu nhưng không thể hết được cái nước sốt này, bởi vì nước sốt cay nha con nha. Thừa rất là nhiều nước sốt luôn. Ngon. Này không ngon thì gì ngon. Coi như là anh như mình cậu có 5 anh em đánh bay gọi là 20 cân hàu luôn đấy con ạ. Nó to ấy. Gió mùa mà lạnh. Đi kiếm gấu rồi, tôi đi kiếm gấu. Tôi đi bắt gấu. Có chơi gì chẳng phải đi. Không đi là thế rồi, học thế à? Còn độc mấy con đâu á. Thật mấy anh em là đến giờ này thì anh em ăn hết được 20 cân hàu này thì anh em thấy như nào? Em thì chuẩn bị thấy long lóng rồi anh ạ. Chuẩn bị rồi. Em lo mỗi cho tối nay thôi anh. Đấy. Tối nay chả biết làm nào được. Rồi hôm nay ăn cái nước hàu mới nước sốt đấy ngon thật. Cực bòi. Sốt nó cay nha gọi nha. Đâu đó còn khoảng độ chục con hàu nữa thôi. Chục cái ruột hàu ấy con. Hết rồi. Ăn khỏe thật. Này tươi đấy, tí nữa đấy. Được rồi. Được rồi. Thế này à? Nhảy đi nhảy. Đồ trẻ. Đấy anh Tương. Đây em nốt tắt bồ. Úi dồi ôi. Ăn đi ngon đúng không? Ăn đi. Đây các bạn nhé. Mấy con cuối, mấy cuối cùng là mấy khỏe luôn, 100% à. Có biết rồi. Không. Lô đi anh. Được lắm, mọi người đợi mình nhan nút đi. Nói chung là cái hàu này ấy, thì nó không phải kiểu cái loại cứng, nó là loại mềm nên là anh em rất là dễ ăn nha gọi nhỉ. Sao muốn nói gì em? Em thấy người ấy sao sao anh. Sao sao à? Sao sao nó còn sao sao nữa em ạ. Chúng thì... muốn luôn này. Thì em tối nay mệt rồi. Nóng người. Nóng người rồi. Nói chung là như mọi người thấy là anh em đã gọi là đánh chén hết gọi là 20 cân hàu rồi nha các bạn nha. Đấy. Đấy mấy con nữa. Hết luôn các bạn ạ. Đấy. Ăn đi. Đấy. Làm nốt con cho đủ pin đi mới là chín thôi. Con bé nhỉ. Nói chung là hàu này thì cũng phải tùy người ăn được nhiều. Ví dụ như đôn chè nha các bạn nha. Đôn chè là một cái gì đấy gọi là toàn chơi
vốc to con ạ. Đấy, mọi người thấy là anh em mình ăn hết 20 cân hàu sốt cay rồi. Phải nói là anh em này ăn khỏe thật đấy các bạn ạ. Mình đâu đó chắc được khoảng độ chục con gì đấy. Còn đâu là anh em gọi là ăn hết 20 cân hàu nha các bạn nha. Thì mọi người thấy là đã hết hàu rồi con ạ. Không biết là cái kết quả của đêm nay của anh em ra sao. Nhưng mà anh em đã đánh bay hết hàu rồi thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Còn kết quả của anh em đêm nay ra sao thì hôm sau mình sẽ thông báo lại cho mọi người nhá. Anh em nào có xem một clip này mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật nhiều để ủng hộ anh em nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.